Trang là người yêu sau này. Anh cho em 1.000 hecta làm resort phát triển du lịch. Đây anh em ơi, nhưng mà tôi sẽ kéo trường học về phía bên này, các bạn biết vì sao? Kích cầu các bạn ạ, kích cầu. Tôi chưa cần trả nợ các bạn ạ, tôi có cần cái gì đâu. Không, thật sự tôi suy nghĩ các bạn, tôi không cần cái điều gì hết. Chết, thành phố phát triển quá, cái tầm nhìn thật sự luôn. Thế này thì ngồi hết một nhiệm kỳ thôi là quá hạnh phúc rồi. Anh em thấy quả vòng xoay của tôi nó có tinh tế không ạ? Đấy, thích thì đi thẳng, thích thì đi sang bên này. Khu dân cư nó vẫn phát triển ầm ầm, các bạn nhìn thấy không? Trường trung học phía bên này là một khu đô thị mới. Anh em hiểu ý tôi không? Đấy, tiếp tục. Hối lộ trước để thị trưởng cho e làm bảo kê khu phố, hứa cô lấy lỗ tai dân, đồ bé. Đấy, đã có người đi xem. Đấy, phân lô bán nền đã. Trên, câu chuyện trên xe đang là gì? Anh chốt cho em chuyện có lại miếng đất này đi. Bây giờ anh nhìn là toàn đất ruộng với lại rau má thôi. Nhưng mà anh em nói anh nghe, bây giờ đường lên rồi, mà đường này đường bê tông, đường nhà nước. Anh cứ nghĩ cái ơi, bây giờ định mà 5 năm nữa cái khu đất này nhìn ra đường cao tốc kia, định mà mới dán nhân 5 nhân 10, anh hiểu không? Anh nhìn đi, bây giờ nó trống trải, nhưng mà sau này nhà đất anh nhìn thấy dự án lên chưa? Đấy. Tôi nói các bạn nghe là chất lượng tầm nhìn anh em ạ, nó là ở cái tầm nhìn, chứ không ở đây cái chuyện nói tiền bạc, thuế má làm cái gì. Tôi có cần đâu, tôi có cần gì đâu các bạn. Cơ sở đây là trường tiểu học gọi là tương lai, đấy không? Trường trung học sáng lạng. Mẹ, học xong cấp 1, cấp 2 đi ra đó là tương lai sáng lạng. Con học sinh giỏi ở trường tương lai, thấy không? Con học sinh giỏi ở trường sáng lạng. Chúng có đi học phải khuyến khích chứ anh em, thấy không? Đục cả vào đá, vào cây để phát triển tương lai cho các cháu luôn á. Sáng lạng à? Ôi chết mẹ, sorry, chính tả, sorry nhá. Sorry. Ờ, thế à? Nhờ thị trưởng ký xác nhận cho tôi làm tổ trưởng dân phố khu dân cư Pinoy 1 ạ. Được luôn, được không? Bây giờ mình sẽ, đây là khu dân cư Pinoy 1 đúng không? Khu này là khu Pinoy thôi đúng không? Khu này là khu Pinoy đợi đầu nhá. Bây giờ đặt tên, để tôi đặt tên lại cái xem nào. Chết, sán lạn nhá. Lộ. Anh thấy chưa? Em chốt cho anh cái miếng đất này đó là căng. Đấy, khu, các bạn thấy không? Khu công nghiệp vẫn phát triển mà lại rất ổn. Anh em hình dung ra vẫn còn có rất là nhiều cơ hội để phát triển mà. Em rất chào anh Hiếu Nghiêm. Bệnh viện Pinoy số 1, thấy không? Trạm xá, cứu người. Được chưa? Hợp lý chưa? Đặt thế là mọi người biết chạy đến đâu rồi thì thế thôi nhá. Trạm rác, không muốn có rác. Tí nữa tôi sẽ lý giải tại sao các bạn. Từ từ anh em, từ nhá. Nó sẽ có lý do của nó anh em ạ. Đấy, thấy chưa? Úi dồi ôi, đèn đường lên rồi. Đấy, thấy chưa? Em đã nói với mấy anh từ ngày trước rồi. Cái khu này anh cứ lấy 1.000 m² cho em. Cái lúc đấy anh lấy thì có phải bây giờ đèn nó lên thế này ấy, chỗ này phải khoảng 5 tỷ anh ơi. Anh chịu khó xây thêm nhà máy có độc một tí, nhưng giàu có sau này mình trồng cây lại sau. Nhà máy anh đặt nhiều rồi. Nhu cầu nó chưa nhiều ấy. Thật sự nhu cầu tầm này nó chưa nhiều ấy, nên là nhu cầu nó chưa về nhiều ấy. Bây giờ dân á, anh cái lối chơi của anh là luôn luôn muốn có nhiều người, thêm người. Anh nghĩ là càng nhiều người thì nó mới ra nhu cầu. Mà khi nó có nhu cầu thì nó sẽ tự dưng nó sẽ, mình chỉ đánh thuế lên 1% nó khác. Lỗi, tôi có cần gì đâu. Cần thiết là giảm thuế nữa nhưng mà không được. Cái default ở đây là 9% rồi. Chứ tôi có cần gì đâu. Đấy, thấy chưa, ông nào bảo là cái suy nghĩ của anh đặt là soft power ở khu công nghiệp. Các bạn thấy nó khác biệt không? Công nhân người ta ra, người ta vẫn có nhu cầu đi hát karaoke, đi chơi, mua đồ chứ. Đặc biệt là khu cao tốc chạy vào. Cái suy nghĩ là đặt soft power ở khu công nghiệp nó là đi trước thời đại anh em. Có đúng không? Mẹ mày thấy chưa? Sáng rực đèn, mẹ mày đèn chỗ này đèn vàng luôn nhá. Đéo phải đèn chơi đèn trắng anh em nhìn không? Cái đèn khác mẹ luôn. Đèn ở đây chơi hẳn đèn vàng, thấy chưa? Tiền về mầm 20.000, dân vẫn đổ về này. Đấy, sức khỏe mọi người đang rất tốt anh em ạ, 75%. Không cần tiền ở những cái vòng xoay này, giải tỏa chỉ để sao ạ? Xanh. Cuộc sống nó phải xanh anh em ạ. Thấy không? Khu mặc dù là mặt tiền đất vàng anh em, đất vàng nhưng làm hẳn một lối mòn vào một khu công viên. Cuộc sống là chất lượng cuộc sống chứ không phải tiền. Tiền bạc là phù du. Chất lượng cuộc sống nâng cao là tự dưng người ta sẽ tìm đến. Anh em hiểu ý tôi không ạ? Khu dân cư Bill nói phải được chăm sóc chứ anh em. Nó phải được chăm sóc anh em ạ. Tôi là tôi nghĩ nhiều. Đấy, thấy chưa? Anh hồi đấy em bảo rồi, đất này đất ruộng mẹ. Bây giờ bắt đầu người ta về ở rồi, không còn 5 tỷ nữa, nó lên 10 tỷ rồi.
vẫn hỗ trợ khu công nghiệp nhưng phải xây ở xa. Đấy, nhưng mà lại gần đường lớn. Tại vì sao anh em biết không ạ? Để còn ra vô anh em ạ. Cái này là warehouse gì đấy? Small warehouse thôi, thôi xây cái này thôi, 4.000 được rồi anh em. 4.000 được rồi, warehouse hỗ trợ anh em. Để cho cái khu vực này nó phát triển lên anh em. Ta có một bài toán kéo dần máy bay các bạn. Đâu rồi? Nó sẽ tàu thủy chưa được. Tương lai các bạn ạ, tương lai. Bây giờ sao ạ? Trời ơi, cái công viên mẹ phải ngay trung tâm các bạn ạ. Sống nó phải thế các bạn. Đấy không? Bắt đầu sắp full rồi anh em. Ta lại có một bài toán mới. Ta lại có một bài toán mới mà lại không đền bù cho dân. À, ta lại. Sao ạ? Sắp rồi, sắp đến cái ngày ra biển rồi. Tài năng trẻ. Cảm ơn bạn nhé. Sắp đến ngày ra biển rồi anh em, sắp đến nơi rồi. Đây rồi, lại tiếp tục công việc của các anh, lại đến lúc rồi. Các anh ơi, đi xem đất mẹ mà trồng lúa tiếp thôi các anh ơi. Điện đường trường trạm anh em ạ, điện đường trường trạm. Đấy, xây trường cho các cháu liền. Tôi có cần gì đâu anh em. Tôi nói các bạn biết là tôi có cần gì đâu. Tôi có cần đâu, xây công viên cho nó xanh. Tôi đâu có phải là lấy đất lấy nhà để nó xây công viên. Tôi xây hẳn sớm để sao ạ, người ta có cái cuộc sống tốt cho những người về đây ở. Cuộc sống nó phải xanh. Tiền trả nợ bao nhiêu nhỉ? Ok, sao lại có cả cháy này? Ok anh em, alo anh ơi, nhanh dùm em cái anh ơi. Tránh đường. Ừ, có mẹ phải dân trí thức cao đây cái xem nào. Ôi, cứu anh em ơi. Xây thêm có đèn đỏ nữa anh, cây. Chết, cứu. Ôi, hợp lý anh em ơi. Chết nợ rồi, thành phố hiện nay là hết nợ rồi đấy. Ô gút nha anh em ơi, ô gút nha. Đáng xa, em sắp hơi xa đấy. Map này mà phá đảo chắc phải mấy hôm đấy anh em. Anh thấy không, xung quanh bây giờ hai bên là toàn thôn xã làng xóm, chó sủa mèo kêu. Chưa có gì đặc sắc. Nhưng anh nhìn sang bên cánh phải đi. Cánh đồng rộng thẳng, cánh cỏ bay như này không phải anh em. Toàn là sỏi đá. Hiện nay dân chưa có về nhiều. Hiện nay đang là 10 tỷ. Em nói anh nghe. Nhưng mà điện đường trường trạm nó kéo về đây hết rồi. Chỗ này có ông gọi là thôn trưởng công ty khác biệt anh ạ. Anh đây nha, em đi hơi chạy cái khu này đây. Chính cái khu đang nhìn sang hai bên này này. Cách đây có mấy năm thôi, làm gì có nhà. Anh phải tin em. Đấy, người ta về cái kia anh ơi. Người ta về khác biệt anh em ạ. Không, mình không mở tool đấy, thấy chưa, bắt đầu đấy, các bạn thấy không, các bạn nhìn thấy chưa, bắt đầu xe nó vào đây cái, bắt đầu nó sẽ khu này sẽ bắt đầu có người ở các bạn đấy. Bắt đầu chỗ này hơi kẹt đấy, chỗ này hơi kẹt, ta lại có cách xử lý như nào các bạn biết không? Đây rồi các bạn ơi, đây rồi, lại tiếp tục sao ạ? Lại là buôn bán thôi, cứ gần đường cao tốc thì chỉ có buôn bán thôi. Bánh mì đây, mua dưa đây. Khu này tí nữa lại đó lại là cái đèn khác biệt anh em. Riêng gần đường cao tốc thì chỉ có đi bán bánh bao, bánh mì thôi các bạn. Thì các bạn mua bánh bao 500, bán 5.000 các bạn ơi. Tôi hy vọng thôi. Tôi rất hy vọng anh em trong thành phố ủng hộ tôi. Anh em có ủng hộ tôi không? Anh em phải tin tôi. Anh xây thêm một làn nhỏ để nó ca phải dừng chờ đèn đỏ là hết à? Gần một tiếng rồi chưa phá sản à anh, mặt cười. Sao phá sản được quả ý tưởng? Cô mẹ mày super fucking sáng tạo này thì... Tôi nghĩ rằng anh em kỹ sư trên kênh cũng phải mày tấm tắc. Gọi là... Anh em kỹ sư cũng phải là suy nghĩ đấy. Các ông thấy quả ý tưởng táo bạo không? Tôi chỉ hỏi các ông. Được không? Có quả xử lý sao? Được không? Quả xử lý kinh khủng chưa? Trời ơi anh em ơi, quả cầu này nó là chất lượng anh em ạ. Giảm tải cho cái khu ở giữa này luôn. Khu ở giữa này không thể bị đông ấy. Mà nó còn phát triển ở cái nhánh bên này. Đường Hoa Văn Kho quy hoạch chưa anh, mặt cười. Hoa Văn Kho á? Chưa. Đường Hoa Văn Kho làm gì vậy? Phục vụ anh em Pew Noi thôi. Mình cái đường ra khỏi thành phố thì mình để nhỏ thôi. Khu vực đại lộ anh em ạ. Căng văn thẳng luôn đấy. Kinh khủng thật ý. Thật sự luôn, với lại cái kinh khủng thật sự. Chết rồi, chơi thế này thì phá đảo hết mất thôi anh em ơi. Chơi thế này thì phá đảo hết. Từ từ, tao biết. Kinh khủng thật sự anh em. Ở đây người ta gọi là tầm nhìn đấy anh em ạ.
trời ơi, dân về ở kìa anh em ơi. Chả mấy chốc mà 5.500 lại 5.500 dân lại được thưởng tiền rồi. Bây giờ nha anh em, bây giờ tôi có cái ý này, anh em thấy sao này? Tôi sẽ phát triển cái quận này ở dưới thành khu gọi là công nghệ cao anh em ạ. Tôi sẽ free wifi ở dưới này. Tôi sẽ free wifi ở dưới này anh em ạ. Thì tôi sẽ làm một cái quận riêng. Quận này sẽ là quận mới và sẽ được free wifi nha anh em. Free wifi và rất là nhiều cái để kích thích dân về này. Pewloy 4.0 người ta phải gọi nghe nó phải kinh khủng lên anh em ạ. Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường chuẩn bị ghé anh ơi. Thôi chết rồi, phải xây ngay gọi là công trình các thứ đây này. Ngay lập tức anh em, ngay lập tức. Đấy, tôi có cần gì đâu anh em. Công viên. Sao ạ? Chú bác tôi là ngư dân nhưng đã lớn tuổi và vừa mất khả năng lao động thưa thị trường. Vẫn chưa có tiền, khổ lắm, cố gắng ra biển nhưng mà vẫn chưa có tiền. Xây trường học các thứ, kéo dân về chứ còn gì nữa. Cố gắng mà xa, gần lắm rồi. Cố lên anh em, cố lên, gần lắm rồi anh em ơi. Từ từ nhá, tôi sẽ làm cái quận này chuyên chỉ để gọi là các bạn ạ. Đây, từ đây trở đi nhá. Riêng cái quận này các bạn. Bắt đầu từ cái quận này trở đi là bắt đầu là sẽ dành riêng cho du lịch. Dành riêng cho du lịch anh em ạ. Du lịch nha anh em. Ăn và chơi. Policy chỗ này free public transport. Có cảnh sát thôi anh em. Chỗ này ăn và chơi cho thôi. Để đây khu công nghiệp hết. Hết chỗ này là khu công nghiệp hết anh em. Rất ok đúng không? Nó sẽ không còn tắc. Nó sẽ không còn tắc một chút nào đấy. Chú Piu ơi, thành phố của cháu cứ xây một lúc là mấy nhà máy điện nó hết nhiên liệu thế là phá sản. Cho cháu hỏi điện thành phố chú như thế nào đấy ạ? Đây, mình dùng điện này bạn ơi. Mình dùng cái điện này, co-power land này có hết đâu. Mình để dùng bây giờ và tí nữa bạn phải dùng điện mặt trời này các bạn. Bạn phải kết hợp nhiều loại điện vào các bạn. Không thì nó rất là khó chơi. Bạn phải kết hợp nhiều cái, hết cái này sẽ có cái khác các bạn. Thôi được rồi, xây thêm đấy, anh em ơi. Xây thêm thì các bạn. Mà chúng mày chấp nhận chịu khó một tí vậy. Chỉ làm công nghiệp thôi để đáp ứng nhu cầu. Nó cần cái đường tàu nữa. Còn sang bên kia thành phố thì có vẻ đéo ai quan tâm gì vậy. Alo. Bố mày sẽ bắt mày phải xa quá đó. Full rồi, mình không muốn là mình, các bạn hiểu không? Mình không muốn là quá đông qua, tại vì mình đã bị dính 1-2 phát rồi. Được chưa? Mày làm tao hơi phiệt đấy, được chưa? Nối hai khu này được chưa? Khu bên này thì chỉ công nghiệp thôi nhá. Phát triển công nghiệp về hướng kia là ăn và chơi, được chưa? Có đường tàu, cần tao làm thêm hẳn cái đường tàu ấy chúng mày luôn nhá. Chạy ở dưới đường hầm mà còn tắc ấy. Mẹ mà thành phố của ta đến mức độ như vậy rồi á. Khổ cái em hiểu không? Anh điệp, anh thành phố nó phát triển quá nhanh tại vì anh để thuế thấp mà. Anh để thuế siêu thấp luôn là mọi người hiểu đấy. Mình để thấp quá ấy các bạn. Mục đích là bọn này đang muốn đi về bên kia thành phố đúng không?
có gì để khóc không? Đây mình lên level cái các bạn ơi, mình lên level 48.000 đủ rồi, đủ luôn rồi anh em, đủ mình mua miếng đất mình làm cái đường cắm sang kia cái là xong rồi, đơn giản luôn. Đây rồi anh em ơi, đây rồi 923 95 này, mình thừa tiền để mua mà. It's here. Xong.